chào quý vị và bà con ngư dân. Trong ngày hôm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4,5 m, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m, biển động. Ngoài ra, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa, có mưa dông mạnh khiến tầm nhìn xa giảm thấp và gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió đông bắc khả năng tăng thêm về cường độ tại các vùng biển trong những ngày tới. Dự báo từ trưa và chiều ngày mai, ngày 28 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh, biển động. Từ ngày 29 tháng 12, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động. Bà con ngư dân cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ trưa chiều ngày mai, gió đông bắc trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ sẽ tăng cường độ lên khoảng cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Sóng cao từ 2 cho đến 3,5 mét và gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Gió đông bắc mạnh khả năng duy trì đến hết ngày 30 tháng 12 trên tuyến hải trình này. Trong khi đó, với khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió đông bắc cũng tăng dần cường độ từ chiều tối ngày mai đến ngày 28 tháng 12, khả năng đạt mức cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Sóng biển tăng cao trên 3 mét, cùng mưa rào và dông xuất hiện trở lại tại vùng biển tiếp giáp bờ và gây bất lợi cho các hoạt động hàng hải. Sau đó, sang các ngày 29, ngày 30 tháng 12, gió đông bắc mạnh cấp 6 còn duy trì trên tuyến hải trình này và tiếp tục gây trở ngại đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.